Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây sam hương ha. Cây là một cây sam hương bám đá nham thạch nè. Ở đây mọi người có thể thấy là nó đã bám rất là lâu và có rêu mọc lên nhìn rất là tự nhiên ha. Cây này được ép vô một cái chậu nhật thế này. Bây giờ mình nuôi thêm, mình làm thêm có một ít bộ tàn rơi ở phía này xuống thì nhìn cây nó sẽ rất là đẹp ha. Ở đây có một cái con ngạch xuống nè. Cái này có kích cỡ chỉ bằng một chiếc lá sam hương thôi ha, siêu mini. Mình về mình để bàn chơi, mình uống trà, mình ngắm rất là đẹp nè. Ráng nuôi thêm cho cái bộ tàn nó dày thêm đó thì nhìn cây nó sẽ đẹp hơn nữa ha. Rồi em xin giao lưu cây sam hương bám đá này với giá là 180 ngàn em bao ship. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để ở phần mô tả ha. Rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.